Xin kính chào toàn thể quý anh chị đã quan tâm đến kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi nhé. Và hôm nay em Lợi review đến toàn thể quý anh chị là 6 chiếc xe Triton nhá. Đây là từng chiếc xe Triton mà em đã xếp hàng này, một dãy Triton từ 2019 này, 17 này, 18, 19, 20, 21. Và toàn bộ xe bên em là dọn vệ sinh đầy đủ hết rồi, sạch sẽ hết rồi. Quý anh chị sẵn đến xem và trải nghiệm thôi. Tất cả xe này đang bày tại cửa hàng em Lợi là 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nhá. Đây là chiếc đầu tiên này, 2019, màu xám lông chuột. Đấy, xe tự động một cầu phiên bản Premium. Xe được trang bị gãy số này, xin nhan gương này, khóa vân tay này. Tất cả xe lốp còn theo xe nguyên một dàn. Giá đang chào bán là 550 triệu nhá, 550 triệu. Xe có giá nóc này. Đấy, toàn bộ xe màu xám rất là đẹp. Đấy. Và bên cạnh em 2019 là em 2020 này. 20 nhá. Phiên bản bay, số tự động một cầu, máy dầu màu trắng. Xe chạy 5 vạn và lốp theo xe nguyên một dàn, còn bảo hành trên hàng. Chiếc xe này đang chào bán cái giá là 535 triệu quý chị nhá. Màu trắng này rất là đẹp nhá. Bên cạnh em màu trắng 535 triệu là em 2021 phiên bản Premium màu bạc, đã rút hồ sơ rồi. Xe bên em đang chào bán với cái giá là 625 triệu nhá. Màu bạc, xe chạy có 2 vạn thôi. Lốp theo xe nguyên một dàn, sơ cu chi chạm đất. Và toàn bộ xe đã bao rút hồ sơ cho anh em. Đăng kiểm đến năm 2024 nên là quý chị yên tâm. Đây, toàn bộ đăng kiểm này 2024. Xe bán đủ được trang bị xin nhan gương này. Đấy. Lốp theo xe nguyên một dàn này. Đấy. Cú lốp rất là đẹp nhá. Xe được trang bị nắp thùng cao. Đấy. Và toàn bộ cái phần khóa vân tay này, smart key này, nội thất đây. Nội thất khá là mới đấy quý anh chị này. Nội thất ghế da này, màn hình theo xe này, cộng gãy số vô lăng này và vô lăng 4 chấu này, cộng với lại được trang bị thêm tải sàn 5D này, bóng khí hai bên đầy đủ hết này. Đấy. Cột kèo là nguyên zin, bật lên xuống rất là đẹp, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan và xe có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng nhá. Và bên cạnh đây là một cái chiếc 2021 nhá. Bản tiêu chuẩn, bản Pre. Đấy, giá chào bán là 625 triệu, hai chiếc này là bằng đời và chỉ khác màu thôi và bằng giá. Đấy, hai đều là 625 triệu nhé. Đấy, và đây là màu trắng, xe cũng bị tính rút hồ sơ rồi. Tất cả xe thì đây, quý anh chị có thể xem về cái phần nội thất của xe đây. Đấy. Từ đề nổ start top này, nội thất này, ghế chỉnh điện này, vô lăng 4 chấu này, đề nổ start top này, bảo hành bảo dưỡng trên hàng đầy đủ hết. Đấy. 625 triệu nha quý chị ơi. Và đây là cái chiếc hai cầu. Hai cầu với em Lợi là bán đủ bán full này. Hai cầu 2019 Triton nhá. Đấy, bán đủ 610 triệu đây, giá bán 610 triệu. Đấy, toàn bộ xe rất là đều và đẹp này, xe tư nhân đã rút hồ sơ cho anh chị em trên mọi miền Tổ quốc. Đấy. Đây là toàn bộ xe. Đây là phiên bản hai cầu nhá, ghế da đầy đủ hết. Màn hình Reflex này. Đấy, núm cài cầu điện hai cầu này. Bóng khí hai bên là nguyên zin, màn hình Reflex này. Vô lăng khâu da đầy đủ hết, rất là đẹp đấy. Một cái chiếc xe mà khá là hoàn hảo đấy quý chị ơi. Xe được trang bị nắp thùng cuộn điện nhá. Đấy, toàn bộ nắp thùng cuộn điện. Đấy. Một dàn xe Triton form mới, rất chi là đẹp. Để phục vụ quý anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nhé. Và thêm một cái chiếc xe phong cũ của bên em Lợi đây, 2017 nhé.
2017 số tự động một cầu màu bạc, giá rẻ nhất thị trường 420 triệu, nhưng đẹp nhất thị trường luôn quý chị ơi. Đấy, toàn bộ xe từ nội thất vô lăng đều rất là đẹp và nguyên bản nhé. Xe thì bên Nam Lợi bán cam kết bảo hành cho quý anh chị, xe không tai nạn, xe không gặp nước, máy số là nguyên zin. Đây là toàn bộ cái cửa hàng bên Nam Lợi nhé. Bác nào mà có nhu cầu chốt đơn, quan tâm đến các cái dòng xe mà bên Nam Lợi đang chào bán thì liên hệ với Nam Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng Nam Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp nhé. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn.